Hello mọi người, tớ Loan đây. Chúng mình lại gặp nhau ở tập tiếp theo của series Bầu Bí tập 2 cùng mẹ Loan. Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề mà các mẹ đã đặt hàng từ rất lâu rồi. Và ngày nào cũng hỏi han rục rã tớ trên Insta cá nhân ý. Thế nên là hôm nay tớ quyết định ngồi xuống đây quyết tâm để thực hiện cái video này. Cá nhân tớ thì luôn cho rằng việc mẹ bầu tự đọc sách và tìm hiểu thông tin là rất cần thiết. Nó giúp trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất của việc chăm sóc em bé, khiến cho mình tự tin hơn, chủ động hơn và đồng thời lại cũng thoải mái, thư giãn hơn, ít lo âu, sốt sắng, xì chết trong suốt hành trình làm mẹ. Các sách tớ review hôm nay chủ yếu sẽ liên quan đến việc mang bầu và chăm sóc em bé sơ sinh. Đây là các sách tớ ưng nhất, được chọn lọc trong quá trình mang bầu cả hai lần chị dâu và em bé cây. Có thể không phải là những sách bán chạy nhất, phổ biến nhất nhưng mà cá nhân tớ thấy là tâm đắc nhất. Tớ sẽ chia thành hai list, một là sách cơ bản, hai là sách nâng cao. Nâng cao không có nghĩa là khó hơn đâu, chỉ đơn giản là tớ biết không phải ai cũng có thể sẵn sàng ngồi đọc cả cái chồng sách này. Thế nên là tớ muốn đưa ra một cái list các cuốn ngắn gọn nhất, dễ đọc nhất liên quan đến việc chăm sóc em bé toàn diện cho các mẹ mà không thể đọc nhiều. Hôm nay là như kiểu sách giáo khoa ấy. Sau đó thì sẽ là list sách nâng cao, là các cuốn chuyên sâu hơn về từng nội dung cho các mẹ muốn đào sâu rồi. Muốn đào sâu và dùng topic như là dinh dưỡng này, luyện ăn, luyện ngủ, sữa mẹ, thai giáo, vân vân. Vì tớ có rất là nhiều sách ở đây nên là chúng mình cũng bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên sẽ là sách cơ bản. Khi nói về các sách cho mẹ, người ta thường hay nghĩ ngay đến các cái sách luyện ăn, luyện ngủ, rèn nếp sinh hoạt cho em bé vân vân, đúng không? Nhưng mà cá nhân tớ thì thấy là những nội dung đấy không quá quan trọng, bởi tớ cho rằng là mỗi em bé là có một nhu cầu khác nhau và việc ăn ngủ thì vốn là bản năng của các em ấy rồi, nên tớ thấy việc rèn những thứ chỉ mang tính chất tham khảo thôi, không nên quá kỷ luật và quá cứng nhắc. Một nội dung tớ thấy rất là quan trọng bậc nhất so với cho các mẹ bầu và các em bé sơ sinh, đó là các kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc y khoa cơ bản hiện đại. Tớ thấy đây là những cái mảng bắt buộc phải có. Tớ nghĩ là chỉ cần có kiến thức và có tinh thần thì khó khăn đến mấy các mẹ cũng sẽ vượt qua được hết thôi. Về kiến thức y khoa cơ bản thì đây là ba cuốn tớ cực kỳ yêu thích nhất và đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đầu tiên là Bộ Bác sĩ riêng của bé yêu, gồm hai cuốn là Chào con ba mẹ đã sẵn sàng và thứ hai là Bước đệm vững chắc vào đời của bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo. Tiếp đó là quyển Để con được ốm siêu classic của bác sĩ Trí Đoàn và chị Uyên Bùi. Cái bộ Bác sĩ riêng của bé yêu này thì tôi cũng đã review từ lần trước bầu dâu rồi, có hai tập. Tập 1 Chào con ba mẹ đã sẵn sàng. Tập này thì dành cho các em bé từ 0 đến 6 tháng với những topic quan trọng như là sữa mẹ này, canxi này, vitamin D này, cho con bú này, rồi thì vệ sinh dây rốn, vệ sinh cuống rốn, dùng ti giả, vệ sinh lưỡi, mút tay, tummy time vân vân. Thế còn cuốn tập 2 Bước đệm vững chắc vào đời, cuốn này hồi bầu dâu thì chưa có, bây giờ mới có thì tớ mới đọc được. Thì cuốn này là tập 2 dành cho các em bé từ 6 đến 12 tháng. Cuốn này thì sẽ đi vào những cái vấn đề mà nó nóng hổi ở độ tuổi này hơn, như là màu răng, tập nhai, tập uống, tập đứng tập đi, phát triển não bộ, phát triển ngôn ngữ. Tớ thấy là cái mỗi topic trong hai cuốn này thì chỉ có vài trang thôi, 2-3 trang, nhưng mà nó lại gom lại và chốt lại những cái ý quan trọng nhất. Và ở dưới mỗi bài thì cũng có trích dẫn rất là đầy đủ từ các nguồn thông tin chính quy, từ các bệnh viện, tổ chức y tế, các hội đồng nhi khoa ở các nước phát triển như là Anh, Úc, Mỹ, Canada vân vân. Thì tớ thấy đây thật sự là một bộ sách rất đáng để đọc, rất dễ đọc và nhất định phải đọc các mẹ. Tớ nhớ là lần trước bầu dâu một quyển này tớ đọc hết trong một lần chờ đi siêu âm ở bệnh viện ý. Đấy, đọc rất là nhanh. Cũng là một cuốn sách y khoa khác được chắp bút bởi một bác sĩ khác, nhưng mà cuốn Để con được ốm thì lại đi theo một hướng khác. Cuốn này được kể dưới góc nhìn của một người mẹ là chị Uyên Bùi. Mẹ này rất là hóm hỉnh và rất là đời thường. Thế nên là mặc dù sách có nhiều kiến thức khoa học, bác sĩ, hàn lâm, nhưng mà lại rất vui vẻ tự nhiên. Mình sẽ tưởng tượng, đọc cuốn này mình tưởng tượng như là mình đang xem một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm ý. Nhân vật chính là bà mẹ, suốt ngày phải chinh phục hết thử thách này đến thử thách khác, đáng yêu cực luôn. Cuốn này thì nội dung sẽ xung quanh việc chăm sóc cơ bản cho em bé về sức khỏe từ 0 đến 5 tuổi luôn, khá là rộng. Nhưng mà quan trọng hơn là tôi thấy nó đưa ra được một cái thái độ rất là tích cực cho bố mẹ, là con có quyền được đau, được ốm, được mắc bệnh, phải đúng như thế thì con mới lớn được ấy, như cái tên gọi của nó vậy. Thật sự đây là một cuốn sách thay đổi nhận thức luôn. Trước khi đẻ thì tớ và chắc là nhiều mẹ khác cũng nghĩ nuôi con là việc gì rất là áp lực, đúng không? Nhưng mà đọc cuốn này xong thì thấy yêu đời dã man luôn ấy. Tại vì nuôi con cũng không khó khăn đến thế. Cũng khó nhưng mà không khó đến mức như mọi người dọa. Chỉ cần mình có trái tim yêu thương con là đủ. Thì đấy, nếu mẹ nào không có thói quen đọc sách, không có thời gian đọc sách, hoặc đơn giản là không thể đọc được quá nhiều sách, thì tớ recommend ba cuốn sách giáo khoa này. Là những cuốn rất là mỏng, đọc rất là nhanh, ngắn gọn, xúc tích và rất là dễ hiểu.
thì tớ nghĩ chỉ cần tham khảo mấy cuốn này thôi là mình đã có thể tự tin rất nhiều trong quá trình làm mẹ rồi. Tiếp theo đó sẽ là sách nâng cao. Nghe từ nâng cao thì hơi kinh đúng không? Thật ra nói ra tớ cũng thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng mà đã nói ở đầu video đấy, thì tớ đã bảo nâng cao không có nghĩa là nó khó hơn, cao siêu hơn. Chỉ đơn giản là nó sẽ đi sâu, thật sâu vào từng topic mà mẹ quan tâm thôi. Mẹ nào mà đang ở giai đoạn nào hoặc đang quan tâm về chủ đề nào thì có thể tra cứu, tìm đọc những cái đầu sách này. Thứ nhất là chủ đề bầu bí. Có hai cuốn tớ rất là ưng ý nhưng mà lại bằng tiếng Anh và chưa được dịch tiếng Việt. Đó là cuốn What to Expect When You Are Expecting của Heidi Murkoff. Và cuốn thứ hai là Expecting Better của Emily Oster. Thì đấy, rất tiếc là cuốn này chưa có bản tiếng Việt. Nhưng mà bạn nào có thể đọc được tiếng Anh thì tớ chắc chắn là sẽ rất mê hai quyển này. What to Expect thì tớ đã nói rất là nhiều và tớ đã review từ lần bầu trước rồi. Thì đây là cuốn kinh thánh, cẩm nang, bách khoa toàn thư cho mẹ bầu. Nó sẽ đi theo cùng mình từng tuần của thai kỳ, cho mình biết là tuần này phát triển em bé phát triển ra sao, cơ thể mẹ sẽ thay đổi thế nào. Đấy, thế còn cuốn Expecting Better này thì nói về những lầm tưởng, những quan niệm phổ biến về việc mang bầu. Ví dụ như là mọi người cứ bắt là phải cai tuyệt đối rượu hay là cà phê, trà chẳng hạn, không được dùng đến một giọt nào đúng không? Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Vậy thì uống bao nhiêu thì được. Hay là mọi người cũng bảo bà bầu thì không được ăn đồ sống, ăn sushi, ăn các loại phô mai chưa được tiệt trùng. Nhưng mà sự thật là vẫn được ăn, vậy thì ăn bao nhiêu, ăn như thế nào. Nói chung là tớ highly recommend cho các mẹ bầu mà có khả năng đọc hiểu tiếng Anh. Nhân tiện đây thì nhiều mẹ cũng có hỏi tớ đọc sách gì trước khi có bầu để dễ đậu thai hơn ý. Thì tớ cũng chia sẻ luôn hai đầu sách tớ đọc. Hai cuốn cuốn này thì hơi khó mua ở Việt Nam nên tớ phải mua ebook. Cuốn đầu tiên là The Impatient Woman Guide to Getting Pregnant, mọi người có nhìn thấy không? Cuốn này tớ cũng đã chia sẻ trên Insta cá nhân của tớ rồi. Cuốn này rất là vui vẻ và hơi gọi là tưng tửng một chút về việc là trời ơi, tôi là một người mẹ, tôi là một người rất là thiếu kiên nhẫn, phải làm thế nào để có bầu ngay ngày mai. Và cuốn thứ hai là cuốn Taking Charge of Your Fertility. Cuốn này thì nó hơi khoa học hơn, nhiều kiến thức hàn lâm hơn, được viết bởi bác sĩ Tony Wessler. Đây là cuốn bestseller trong lĩnh vực sinh sản ở Mỹ. Nói chung đây là hai cuốn sách rất là hay, khiến mình hiểu rõ hơn về cơ thể, về kinh nguyệt, về sức khỏe sinh sản của chính mình. Không chỉ phục vụ việc dễ đậu thai hơn mà còn là việc tránh thai tự nhiên, an toàn và khoa học nữa. Chắc là ai đó sẽ cần, mà thực ra là ai sẽ cần tìm hiểu hai topic này đúng không? Hai cuốn tiếp theo trong quá trình mang bầu tớ cũng đã review, đó là cuốn Mẹ Nhật Thai Giáo và cuốn Con Là Khách Quý. Hai cuốn này đọc tên thì các bạn cũng biết rồi đấy, mục đích nó không phải là để cung cấp kiến thức mà chỉ đơn giản là để khiến mẹ có một thai kỳ thư giãn và quá trình mang bầu và nuôi em bé sau khi sinh thì thoải mái hơn và mẹ có sự kết nối với con hơn và có sự tự tin, chủ động hơn. Cuốn Mẹ Nhật Thai Giáo của tác giả Akira Ikegawa rất nổi tiếng ở Nhật, và cuốn Con Là Khách Quý của chị Cẩm Nhung là một mẹ Việt hiện đại đang sống ở Mỹ. Tóm lại là kiểu đọc xong hai cuốn này các mẹ sẽ không nhớ chính xác là nó viết những cái gì đâu, nhưng mà đọc xong thì chắc chắn sẽ thấy yêu đời hơn, yêu con hơn. Kể cả khi con là trong bụng mẹ thì mình đã cảm giác rất là gắn bó rồi. Một chủ đề rất là quan trọng nữa trong những năm tháng đầu đời của con, đó là sữa mẹ và dinh dưỡng. Thì đây là những cái chủ đề mà mình nên đọc qua và nên tìm hiểu trước khi sinh em bé. Nếu mà các bạn còn nhớ thì lần trước bầu dâu thì tôi đã chia sẻ về cuốn 68 ngộ nhận và giác ngộ này của thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng ấy. Mặc dù có một số quan điểm hơi cực đoan và tôi không thật sự ủng hộ, nhưng mà tôi vẫn giới thiệu cuốn này tại vì ở thời điểm đó tôi không thấy có cuốn nào khác viết về topic sữa mẹ cả. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã tìm được hai cuốn khá là ổn, được viết bởi bác sĩ kiến thức y khoa chuyên môn của nước ngoài nên là thông tin chính thống hơn. Đó là cuốn Là Mẹ Không Áp Lực của bác sĩ Anh Nguyễn. Bác sĩ Anh Nguyễn là bác sĩ dinh dưỡng ở Anh. Và cuốn thứ hai là cuốn Ăn Uống Là Hạnh Phúc của bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo, là tác giả của cái bộ mà tôi review ngay ở đầu video ấy. Thì cả hai bác sĩ này đều là những bác sĩ được tu luyện ở nước ngoài. Ra cuốn Làm Mẹ này của bác sĩ Anh Nguyễn thì nó tổng hợp nhiều nội dung hơn, như cái tên gọi của nó là Làm Mẹ Không Áp Lực ý. Nó có nhiều nội dung hơn là chỉ ăn uống, nhưng mà phần ăn uống thì vẫn là phần chi tiết nhất ở đầu, tại vì bác ấy chuyên môn là bác sĩ dinh dưỡng mà, bác sĩ dinh dưỡng của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Anh Quốc thì phải. Đấy, còn Ăn Uống Là Hạnh Phúc thì vừa sữa mẹ và vừa nói về ăn dặm. Hai cuốn này thì không chỉ thuần túy nói về cái chủ đề sữa mẹ như quyển 68 ngộ nhận này đâu, mà nó cũng kết nối trong cả một hệ sinh thái cùng với việc sử dụng sữa tươi như nào, sữa công thức ra sao và cả ăn dặm sau này nữa. Đồng thời cũng đã hướng dẫn về sữa mẹ cho từng giai đoạn, từng độ tuổi, ví dụ như là kết hợp ti bình, ti mẹ như thế nào, khi nào thì nên cai ti đêm, vân vân.
nói chung là về mặt thông tin thì nó được viết bởi bác sĩ mà, nên là chính thống hơn, đúng đắn hơn, cập nhật hơn, hoàn chỉnh hơn. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là nó không quá cực đoan, nó đưa ra những lợi ích của sữa mẹ đúng, nhưng mà không có nghĩa là nó phủ nhận tất cả các phương án khác. Tất nhiên là ai cũng biết sữa mẹ là tốt nhất cho em bé sơ sinh rồi đúng không, nhưng mà còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi mẹ và mỗi con và mỗi gia đình mà có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau. Thì tớ thích cái quan điểm này hơn, thế nên là tớ recommend hai cuốn này. Một cuốn sách được coi là sách gối đầu giường của các mẹ Việt Nam, đó là Nuôi con không phải là cuộc chiến. Đây là bộ sách tổng hợp về rèn nếp sinh hoạt cho con từ lúc sơ sinh, quan trọng nhất là xoay quanh phương pháp Easy Eat Activity Sleep You, tức là sẽ chăm sóc em bé theo một cái chu trình nhất định, là đầu tiên cho em bé ăn, sau đó cho em bé chơi, cho em bé ngủ, và cuối cùng là You, tức là thời gian của mẹ. Có những cái viễn cảnh mà mẹ nào cũng thích đúng không, ví dụ như là con sinh hoạt theo cữ này, cứ đúng 3 tiếng thì ăn một lần, hay là con vừa vài tháng, vài tuần tuổi đã tự ngủ mà không cần ti, hay là con có thể ngủ một mình, ngủ xuyên đêm từ rất sớm. Thì tớ biết là nó nghe rất là bùi tai. Cuốn này có rất là nhiều thông tin giống như cuốn Đọc vị mọi vấn đề của trẻ của bác sĩ Tracy Hawk này, nhưng mà nó tóm tắt lại ngắn gọn hơn và nó viết theo một cái lối gần gũi hơn với các mẹ Việt Nam. Thì cuốn sách này thành công và bán chạy tới nỗi tác giả còn mới ra tiếp thêm 3 cuốn nữa. Tớ để đâu rồi ấy? Nhưng mà cá nhân tớ không thật sự mặn mà làm với cái bộ 3 cuốn kia, tớ thấy hơi quá nhiều thông tin. Tớ thấy đáng đọc nhất là quyển 1 thôi, và 3 quyển sau thì hơi rè rọng và ngồn ngộn ý. Bản thân tớ cũng không áp dụng easy cho dâu đâu, nhưng mà tớ thấy là cuốn sách này cũng có khá là nhiều điều hữu ích và mình có thể nhặt ra được. Ví dụ như là các cái phương pháp 5S và 4S của các bác sĩ ở Mỹ này. Nói chung là tớ thấy các mẹ dù có theo hay không theo easy thì cũng nên đọc qua cuốn này một lần để tham khảo. Cuối cùng trong list này, tớ muốn đưa ra một cái cuốn sách tổng hợp một cách có hệ thống tất cả các vấn đề ở trên. Đó là những câu hỏi đáp dưới dạng Q&A, giống như kiểu là các thắc mắc phổ biến của bố mẹ trong việc nuôi con ý. Từ các bệnh thường gặp đến các kiến thức về dinh dưỡng, về ăn dặm, về tiêm chủng, về vaccine. Đó chính là cuốn Hỏi bác sĩ nhi đồng của bác sĩ Trương Hữu Khanh. Đây là bác sĩ rất là nổi tiếng ở Bệnh viện Nhi đồng 1 Hồ Chí Minh. Nếu nhớ không nhầm thì bác này lớn tuổi nhất trong các bác viết sách ở trên thì phải. Bác này đã có cả một cái cuộc đời nghề mấy chục năm làm việc với các trẻ em Việt Nam, làm việc trong các bệnh viện nhi. Thì tớ cũng có follow bác ấy trên Facebook, vui tính bác thì rất là ngẫu hứng, rất là tưng tửng, dễ thương của ý. Đặc biệt là đợt Covid vừa rồi thì bác ấy cũng chia sẻ rất là nhiều về Covid và trẻ em. Một topic rất là nóng hổi đúng không, nhưng mà lại chưa có sách vở hay là các tài liệu chính thống để hướng dẫn cho bố mẹ. Mà mình lên mạng thì lại quá nhiều thông tin ý. Thế nên là việc follow các bác sĩ nhi như thế này đã giúp tớ tự tin hơn rất là nhiều, không chỉ trong bối cảnh mùa dịch mà còn là trong cả hành trình nuôi con dài hơi nữa. Thì đây, mọi người tham khảo cuốn Hỏi bác sĩ nhi đồng, giải đáp thắc mắc của cha mẹ về con nít của bác sĩ Trương Hữu Khanh nhé. Yeah, trên đây là các đầu sách mà tớ tâm đắc nhất trong hành trình mang bầu và nuôi em bé sơ sinh. Hy vọng là video này không làm các mẹ quá lo lắng và hoang mang, tại vì kiểu eo ơi sao mày phải đọc lắm thế hả rồi. Tớ biết là có rất nhiều mẹ sống sót trong cả hành trình nuôi con mà không đọc một trang sách nào, nhưng mà tớ thì không, tớ phải đọc và đọc càng nhiều lại càng ít. Hành trình nuôi con sau này sẽ còn là rất dài. Sau giai đoạn này thì mình sẽ còn đến những cuốn sách khác về ăn dặm rồi xử lý khủng hoảng, phát triển ngôn ngữ, phát triển tư duy, nói sao cho con nghe lời vân vân. Yên tâm là sẽ còn rất nhiều sách phải đọc các bạn ạ. Nếu mọi người có đọc hoặc là yêu thích những cuốn sách nào trong list này thì hãy khoe với tớ ở comment ở dưới. Hoặc là nếu mà có cuốn sách nào mọi người thích mà tớ chưa liệt kê thì cũng hãy mách cho tớ để tớ còn tìm hiểu để đọc thêm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Bye.